export SQL nó lại thì nó lại tức là tôi chạy lại cái file đấy thì nó lại tạo ra cái cơ sở dữ liệu giống như cũ của chúng ta. Biết vì sao? Tôi mở cái file SQL bao giờ chưa? Mở ra thấy gì? Chả thấy gì á? Tôi mở ra thấy cái gì không? Mất tôi cái gì? Hả? Mở ra cho mày chết luôn. Cái file SQL đi đúng không? Chúng ta mở ra. Cho này toàn chữ là chữ. Ai bảo không có gì? Có đầy đấy. Nhá. Thế vậy thì nó là cái gì? Code à? Nó là lệnh, không phải là code. Thì chúng ta lưu ý này. Trước giờ chúng ta dùng PHP Storm, PHP Admin rồi thì Navicate, thì hai cái đấy chẳng qua nó chỉ là hai cái công cụ khác nhau để giúp chúng ta tương tác với cơ sở dữ liệu thôi. Đấy nó không phải là cái chính cái gọi là cái phương pháp chính thống để quản lý cơ sở dữ liệu. Bởi vì cơ sở dữ liệu của chúng ta về cơ bản nó xây dựng cái hệ thống, nó không có giao diện và nó sẽ chỉ có thể được tương tác bằng các câu lệnh giống như là ở trong cái file này nó có. Được chưa? Ví dụ các bạn cài xong các bạn hoàn toàn có thể vào command line, tức là mở cái CMD lên á. Ví dụ tôi mở đây, tôi tạo một cái tab mới chẳng hạn. Tôi gõ vào đây như sau này: MySQL cách trừ u cách trừ cách trừ u cách root cách trừ p. Ô chết nhập. Của tôi nó lại phải hơi khác. Chờ tí nhá. OS X access MySQL này. Đâu nhỉ? Sao cái thằng này nó không được set nhỉ? Đây rồi. Tôi sẽ truy cập vào usr này trừ local mysql cd vào trong đấy đi. Cd bin. Rồi. Ví dụ tôi truy cập vào trong cái cơ sở dữ liệu của tôi ấy, thì tôi phải làm như này này. Chỏ đến cái thư mục cài đặt của file của cái MySQL đấy, ví dụ như kiểu là usr. Ở trên máy của tôi đường dẫn thư mục là như này: local MySQL bin như này, và chạy cái file MySQL trong đấy, MySQL như này, cách trừ u là tức là truy cập vào MySQL thông qua cái trừ u là user, tức là tài khoản đăng nhập vào trong đấy, là cách tên tài khoản root. Cách trừ p tức là mình sẽ nhập password vào, enter xuống đây, nó bắt nhập password này. Ví dụ password của tôi là 123456, enter xuống, các bạn thấy nó vào được cái chữ MySQL chưa? Bây giờ tôi tạo ra một cái bảng, cái cơ sở dữ liệu mới ở trong này nhá. Ví dụ xóa cái này đi, xóa cái database này đi, bay rồi đúng không? Đây cái gì nhỉ, refresh. Đây, không còn nữa đúng không? Bây giờ tôi sẽ có một câu lệnh để giúp chúng ta, không biết có không nhỉ, hiển thị ra danh sách các cái cơ sở dữ liệu ở trong máy của mình. MySQL command list database. Đây, cái câu lệnh là show database command, tức là cái CMD của các bạn ấy. Chúng ta gõ lệnh là show database sc chấm phẩy cả. Nhìn thấy chưa? Đủ các cơ sở dữ liệu của chúng ta đúng không? Sau đó bây giờ trong trường hợp tôi muốn tạo ra cái cơ sở dữ liệu mới thì tôi sẽ tạo dùng câu lệnh này này. Ở đây tôi sẽ dùng cái câu lệnh là create database cách tên database, ví dụ K31B2. Bây giờ cách tra xét cách UTF-8 cách collate UTF-8 gạch dưới Unicode CI chấm phẩy. Các bạn thấy query ok không? Được chưa? Query ok này. Bây giờ chúng ta vào trong cái cơ sở dữ liệu bên này, chúng ta reload lại, refresh connection. Thế lòi ra đi không? Đấy, đây mới là cách chính thống để chúng ta tương tác với cơ sở dữ liệu. Được chưa?
các cái công cụ kia, ví dụ như Navicate này, ví dụ như PHP MyAdmin này, chúng ta còn rất là nhiều cái nữa, SQL MySQL Workbench này, các bạn có thể search những cái từ khóa như vậy, đều nó đều là cái công cụ giúp chúng ta tương tác nó dễ hơn thôi. Chứ thực ra cái cơ sở dữ liệu này nó có cái cơ chế cho chúng ta thực hiện tương tác với cơ sở dữ liệu bằng những cái câu lệnh như này, được chưa? Cái chữ Q ở trong cái QL ấy là query, chữ L là language, được chưa? Query language, được chưa? Đó, thì đó nó là cái bản chất của thằng cơ sở dữ liệu này. Xong chưa? Hiểu được vấn đề chưa nhỉ? Đấy, tất cả mọi thứ các bạn tạo cơ sở dữ liệu, tạo bảng, thêm cơ sở dữ liệu, các thứ các kiểu thì nó đều thông qua cái câu lệnh SQL kia mà thôi, nó không khác tí nào. Được chưa nhỉ? Ví dụ như ở trong này tôi hoàn toàn có thể thực thi được cái việc đấy, tôi chuột phải tôi xóa cái DB này đi này. Các bạn làm theo tôi nhé. Các bạn chọn query, nhìn thấy cái mở có Navigate chưa? Rồi mở cái query này ra. Mở query này ra. Được chưa? Chọn vào cái 127.0.0.1, bấm vào cái query. Sau đó ở dưới này hoặc là các bạn sẽ có một cái new query ở trên này đúng không? Ở trên máy của các bạn ở bên Windows á. Đúng không? Bấm vào đấy. Còn của tôi nó ở dưới này cơ. Bấm đấy nó sẽ ra một cái ô để chúng ta viết chữ. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ gõ lại cho theo tôi là create database data ba xe. Được chưa? Cách. Cách cho nhớ cách đây nhá. Tên database, ví dụ như chúng ta là K31B2, được chưa? Sau đó chúng ta gõ tiếp là tra set, đây là cái bộ ngôn ngữ chúng ta sẽ áp dụng cho cái cơ sở dữ liệu này là UTF-8. Cách ra cái nữa là collate, và cái bộ chính xác nằm ở trong nó là UTF-8 Unicode gạch dưới CI chấm phẩy ngay. Kết thúc mỗi câu lệnh trong cơ sở dữ liệu chúng ta cũng đều kết thúc bằng một dấu chấm phẩy. Xong chưa? Các bạn nhìn ở phía trên của các bạn sẽ có một cái chữ run đúng không? Đúng không? Tôi cũng có chữ run. Bấm vào. Thấy tha ok này. Nó thực hiện là 0.00 giây. Đã thực hiện xong rồi, bây giờ chúng ta reload lại cái này. Reload lại cái connection. Nó sẽ lòi ra đây. Đúng chưa? Sau này sử dụng PHP để tương tác với cơ sở dữ liệu, PHP nó có khả năng là thực thi luôn cho chúng ta những cái câu lệnh kiểu như thế này. Xong chưa? Đó. Bây giờ tôi sẽ dạy các bạn câu lệnh đầu tiên là câu lệnh tạo cơ sở dữ liệu. Cú pháp như sau. Biết phân biết thận là mang sổ mang bút rồi đỡ bị chửi. Câu lệnh đầu tiên là câu lệnh giúp chúng ta tạo ra cơ sở dữ liệu là câu lệnh create cách database cách tên cơ sở dữ liệu cách tra xét gõ loại tra xét ra cách collate gõ loại collate ra chấm phẩy enter xuống và run. Viết được hoàn toàn viết được cái xong viết được đây á. Ví dụ ở trong tôi sẽ mở cái này ra chuột phải này, nhìn thấy SQL file đi không? Ví dụ nha, tôi lại xóa cái này đi. Khổ thân nó bị xóa đi xóa lại biết bao lần. Đây, ví dụ tôi sẽ lưu cái file này, tôi Ctrl S và tôi lưu nhá. Được chưa? Hoặc tôi viết ra một cái file ngoài desktop. Tôi mở cái Navi Summit Text ra. Tôi tạo ra một file mới tên là K31B2. Vâng. Trừ 2018, nay là ngày tháng 1 ngày 22, được chưa? Chấm SQL tôi lưu xuống, tôi sẽ chọn lưu ở ngoài desktop. Được chưa? Xong tôi viết code vào đây. Create cách database cách K31B2 cách UTF-8 cách cái này tra xét chứ quên. Tra xét cách collate cách UTF-8 gạch Unicode gạch dưới CI chấm phẩy xếp xuống. Xong chưa? Tôi lưu file ngoài ở ngoài nhá. Sau đó tôi sẽ vào trong cái cơ sở dữ liệu của tôi, cái connection này tôi chuột phải vào đây. Tôi SQL file, tôi chọn cái file đấy, đây đúng không? Open start. Xong rồi. Refresh ở dưới này. Được chưa? Đó, cái logic mà hôm trước chúng ta làm nó cũng như thế này thôi, không khác gì cả.
Được chưa? Trong trường hợp tôi lại chạy lại cái file kia, hoặc là tôi đây tôi chạy lại cái file kia một lần nữa, các bạn xem chuyện gì xảy ra. Đố các bạn chuyện gì sẽ xảy ra? Tạo hai cái database cùng tên. Thì sao? Start. Đây. Error and query, add query can create database. Database exists, exists là tồn tại. Tức là cái cơ sở dữ liệu đã tồn tại rồi. Đúng không? Thế vậy thì để đảm bảo cái việc chúng ta chạy được ấy, để đảm bảo cái câu lệnh này của chúng ta chạy được ấy, chúng ta lại có câu lệnh là drop if exists. Thật chẳng nhớ. Để tôi xem lại cái đề câu cái đề kia đã quên nữa. Update drop if exists. Đây. Không sao, bình tĩnh, thong thả. Drop database if exists. Cách tên database, ở đây tên của chúng ta K31B2. Được chưa? Xếp xuống, bây giờ vào đây lại chạy lại. Tôi xem là còn cái màn hình kia. Cái gì vậy? Tắt. Chuột phải đây. SQL file, chọn cái file kia. Đây. Start. Thấy chạy chưa? Nó start thành công rồi này. Được chưa? Và nó báo đây là chạy hai câu SQL. Được chưa? Đấy, nó sẽ giúp file của chúng ta chạy thành công. Được chưa? Hai câu lệnh các bạn. Comment ở trong SQL chúng ta dùng dấu như này. Được chưa? Trừ trừ. Trừ trừ. Xong nha, xong chúng ta kích đúp vào cái cơ sở dữ liệu của chúng ta, xong chọn query, xong rồi tôi lại ép thêm một cái nữa. Hoặc các bạn sử dụng, khi mà các bạn muốn sử dụng cái cơ sở dữ liệu nào, ở trong này chúng ta có rất nhiều cơ sở dữ liệu đúng không? Khi chúng ta muốn sử dụng cái cơ sở dữ liệu nào, chúng ta gõ là use K31B2. Đây là những cái lệnh sau cái dành lệnh này là sẽ sử dụng cho cái cơ sở dữ liệu là K31B2. Use cách tên database. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ bây giờ đến cái việc là tạo bảng đúng không? Câu lệnh tạo bảng của chúng ta sẽ như sau: create cách table, cách tên table, ví dụ như bảng user chẳng hạn. Được chưa? Sau đó đóng ở ngoặc tròn, enter xuống một đống xuống. Đấy, như vậy. Nhớ chấm phẩy cuối cùng. Được chưa? Trong này chúng ta sẽ gõ các cái cú pháp tiếp này: tên cột, cách kiểu dữ liệu, cách nó có phải là thuộc loại index nào không, một cái loại cột đặc biệt nào không. Tôi viết đây primary key. Được chưa? Cách auto gạch dưới increment. Phải tiếp đến dòng thứ hai. Không nhỉ? Tiếp theo ví dụ đến cột là cột name chẳng hạn. Tôi có name cách và cha đóng mở ngoặc 200 ký tự chẳng hạn. Được chưa? Cái tên này bắt buộc phải điền vào thì tôi sẽ có cái từ khóa là not null. Đúng chưa? Mặc định của nó sẽ là null, được phép cái cột này được phép null, nhưng mà tôi sẽ cho not null là viết như thế này. Được chưa? Tiếp theo đến cột email chẳng hạn. Email cách và cha 200 cũng not null. Chẳng ai để email null cả. Cách gì? Unique. Unique là gì? Translate xem nào. Unique là gì? Duy nhất. Đúng rồi, nó là duy nhất. Tức là dữ liệu ở trong cột này không bao giờ được phép trùng nhau. Nếu trùng nhau là chết.
Xong chưa? Tiếp theo thường bảng trong bảng user chúng ta sẽ có thêm một cột là password nữa. Password lại va cha 250 ký tự not null. Cái này thì không cần unique. Nếu thích, chúng ta thích cái password này có cái dữ liệu mẫu, cái dữ liệu chúng ta không điền vào đây nó cũng có, thì chúng ta sẽ chọn là default cách md5 của một của cái string là 123456, đây string như này. Đấy là giá trị default. Tôi không nhớ chính xác câu lệnh đâu. Được chưa? Hometown nếu có còn không thôi. Còn chúng ta sẽ lưu lại cái thời điểm mà cái người dùng này được thêm một cơ sở dữ liệu, thì chúng ta thường có cái cột là created date, kiểu dữ liệu là timestamp default này hình như là đóng ở ngoặc như này, nếu tôi nhớ không nhầm. Timestamp này, sau cái này là được phép null thì tôi viết chữ null vào đây. Default là bằng current gạch dưới timestamp, current timestamp. Cái người dùng này được cập nhật thông tin lúc nào thì chúng ta sẽ có là updated date lại là date time, kiểu dữ liệu date time được phép null lại default timestamp. Được chưa? Và thêm một cột nữa là cột avatar. Tôi muốn đặt cái cột avatar này ở trên kia một chút, thì tôi sẽ đặt ở đây là avatar vacha 250 ký tự được phép null như này. Nhớ có chấm phẩy nhá. Ở trong mỗi cái này thì chúng ta cũng chỉ dấu phẩy thôi, còn ở ra ngoài thì chúng ta sẽ phải có chấm phẩy. Xong chưa? Chạy thử nhá, tôi chạy thử nhá. Rồi tí nữa các bạn sẽ dành thời gian cho các bạn chạy thử sau. Run. Ôi giời ơi, lỗi rồi. Lỗi gì đây? MD5. Lỗi chỗ này rồi, default. Tôi quen tay Ctrl Net. Default. Run lại sao? Ôi vẫn lỗi không ạ? Để xem lại cái default câu lệnh như nhau nào nhé. MySQL command default value. Đây default cách ra mà. Thôi không default cái này nữa. Đây như này. Run. Các bạn thấy OK time này. Bây giờ chúng ta mở cái bảng ra. Chúng ta refresh. Thì sẽ nhìn thấy ở trong này có cái bảng user, và khi mà design table chúng ta nhìn thấy giống như những cái gì chúng ta vừa tạo. Được chưa? Vừa rồi là câu lệnh tạo bảng trong cơ sở dữ liệu. Xong chưa? Chưa xong thì chạy thử đi, code lại chạy thử đi. Sợ nước bọt để trên đây chửi vào mặt. Xong chưa?
Đấy, tất cả mọi thứ của SQL chúng ta đều có thể là sử dụng các câu lệnh như này. Xong chưa? Chạy được không? Lỗi gì? Bảo lỗi gì? Đọc lỗi. Lỗi thì đọc lỗi. Bảng user đây đọc rồi cuối cùng này. Table user already exists. Table là bảng, user là tên bảng. Already là đã. Exist là đã tồn tại. Đứa nào bị cái lệnh đấy thì lại xóa bảng, nếu mà có tồn tại thì là if, drop table, đây câu lệnh xóa, drop table if exist tên table user sc chấm phẩy, đây run, được chưa? Hết chưa? Tên bảng này, tên bảng ở trên này nó phải giống tên bảng ở dưới này thì mới chạy được. Nó sẽ tiến hành xóa bảng nếu bảng đấy đã tồn tại rồi. Được chưa? Khổ. Gõ như kiểu mổ có ai đã bảo luyện từ bao giờ rồi. Xong chưa?
Tiếp tục này. Bây giờ chúng ta tiến đến cái việc là thêm dữ liệu vào trong bảng, rồi tí nữa tôi sẽ để cho các bạn một khoảng thời gian các bạn thực hành sau. Nào, các câu lệnh thêm dữ liệu vào bảng chúng ta sẽ có như sau. Để thêm dữ liệu vào bảng, tôi tạm thời tôi comment cái này vào nhá. Thôi comment này vào. Comment bôi đen hết xong control sửa. Ở bên cạnh cái nút ship ấy là nó cũng comment giống như bình thường. Câu lệnh insert dữ liệu vào trong bảng này. Insert into. Bây giờ insert là thêm vào. Into là thêm vào trong. Tên bảng, bảng của chúng ta là bảng user đúng không? Được chưa? Xuống dòng. Xuống dòng cũng được, không xuống dòng cũng được, nhưng mà tôi sẽ xuống dòng để cho chúng ta dễ nhìn hơn. Tiếp theo là các cột chúng ta cần phải insert dữ liệu vào, bởi vì không phải cột nào chúng ta cũng insert đúng không? Thì chúng ta sẽ có các cái lệnh ID thì nó tự tăng rồi kệ nó, không phải động vào nó làm gì cả. Name này. Cột name này, cột gì nữa nhỉ? Email này. Email, đúng chưa? Cột avatar. Avatar không có, vẫn đi. Không thêm. Password thì ở đây tôi sẽ là sử dụng cái hàm MD5, tức là mã hóa MD5 của cái 123456. Được chưa? Created date, updated date tôi không điền, không thèm điền luôn. Sau đó tôi ra ngoài này, tôi truyền vào value SC. Được chưa? Chúng ta có thể truyền một cột, một dòng hay nhiều dòng vào đây cùng một lúc bằng cách là đóng mở ngoặc. Cái vị trí đầu tiên này, ví dụ như đây là thằng này cái gì, Hoàng Minh Nghĩa, Hoàng Văn Minh. Email là minhhiv@gmail.com. Mật khẩu, ok, đây nhầm, tôi xin lỗi các bạn, đây là password chứ, tôi bị quên đấy. Password, mật khẩu là md5123456. Được chưa? Đây là thêm một dòng. Nếu chúng ta muốn thêm nhiều dòng, chúng ta phẩy cái, chúng ta xuống dưới enter và chúng ta sửa những cái giá trị tương ứng như Hoàng Văn Bóng Điện, Hoàng Văn Sáng đi. Đây là Sáng. Sáng. Được chưa? Password cũng là 123456 hoặc là 654321. 654321. Chúng thích điền cái gì vào đây thì điền. Được chưa? Nhưng mà nó là chuỗi cho nên nó phải có cái cặp dấu phẩy như này. Được chưa? Sau đó chúng ta run thôi. Run. Xong. Bây giờ chúng ta mở cái bảng user ra. Mở bảng user ra. Thấy chưa? Thấy gì không? Nó phin sẵn dữ liệu ở đây cho chúng ta luôn. Được chưa? Đó là câu lệnh insert dữ liệu vào trong bảng. Insert into tên bảng. Mở ngoặc tên các cột. Value. Thì vị trí tương ứng nhé. Các bạn nhớ này, vị trí nó là tương ứng. Được chưa? Vị trí đầu tiên thì là name. Vị trí thứ hai là email. Vị trí thứ ba là password. Thì nó insert đúng thứ tự như thế này. Cột nào nó có default value rồi, chúng ta thích thì chúng ta điền giá trị, chúng ta không thích thì thôi. Thì nó sẽ lấy giá trị default. Được chưa? Và auto increment chúng ta cũng không cần phải điền giá trị. Tôi đố các bạn biết, nếu bây giờ tôi bấm run một cái nữa có chạy không? Không chạy. Vì sao? Lỗi này. Duplicate entry minhhiv@gmail.com for key email. Duplicate nghĩa là gì? Nhân đôi. Entry minh, giá trị là minhhiv@gmail.com for key email. Thế là như nào? Của gì? Sai. Của cái cột email. Bởi vì lúc nãy chúng ta set email là unique rồi đúng không? Dữ liệu ở trong đấy nó phải là duy nhất. Cho nên chúng ta cứ insert bất kỳ một thằng nào không phải duy nhất vào đấy. Tức là nhập lại một cái giá trị mà nó đã tồn tại trong cái cột đấy vào thì chúng ta đều fail hết. Được chưa? Bây giờ các bạn, tôi sẽ cho các bạn một cái đề. Tôi sẽ cho các bạn thiết kế một cái thiết kế của cái bảng nào đấy. Chúng ta tiến hành insert dữ liệu và tạo ra cái bảng đấy bằng câu lệnh và insert 5 bản ghi vào đây cho tôi. Được chưa? Ví dụ như sau.
hoa đi. Đây. Đây này. Mã hoa, tên hoa, giá, thành phần, nội dung, hình, mã loại. Chúng ta bỏ cái mã loại đi nhá. Hoặc là mã loại để default cho tôi là một. Thời gian, khuyến mại. Làm luôn. Tạo bảng cho tôi cái bảng này. Chuyển sang tiếng Anh nhá. Chúng ta tập cho nó quen đi, đừng dùng tiếng Việt. Cho chúng ta 10 phút để làm, từ giờ cho đến 4:57. Mai mấy giờ Việt Nam đá nhỉ? 15 giờ. Mai xem mình có lịch gì không nhỉ? Mai định dạy bù nhưng thôi không dạy bù nữa. Để ở nhà xem bóng đá. Mai tôi sẽ tổ chức xem bóng đá ở đây. Đứa nào đến xem thì xem. 15 giờ là gì? Để xem mai tôi lịch như nào nào. 1, 2, 3. K5 là từ 4 giờ. Không xem được rồi. Cay rồi. Xem lại chán lắm. Không, tôi cũng xem lại. Sang bên kia cho sinh viên xem. Dậy một lúc tôi dòng cho xem. Nó lại hô ầm lên. Chậm mất khoảng gần 2 giây. Tôi xem thì chậm gần 2 giây. Nào làm đi. Nhìn này là phải viết là cái bảng này tên là như thế nào, rồi các cột như thế nào. Nhanh lên các con vẹo.
Tí nữa đứa nào mà không xong kịp trong 10 phút thì tí nữa xuống chống đẩy với thằng Hùng nha. Tôi không quên đâu. Ông mà không làm kịp thì chống đẩy gấp đôi. Tôi kỳ lạ. Xong mấy nữa chuyển sang về học PHP lại quên hết PHP với HTML, CSS rồi cho mình xem.
58 không ạ? Tạo xong bảng nhá. Bao nhiêu người tạo xong bảng rồi, giơ tay nào. Xong bảng. Ờ xong mỗi bảng rồi. 1 2. Dãy bên này không ai à? Thằng Minh tổ không nhá? Hai đứa, tí nữa những đứa còn lại mỗi đứa thêm 10 cái. Không. Bắt đầu 10 phút tiếp theo thêm dữ liệu. Làm nào làm. Thêm 5 bản ghi cho tôi. Đấy giáo thích chị kiểu như thế này. Đấy rồi gì? Đấy kìa, đúng không? Value như này. Value swing này, nó là swing này. Năm, tháng, ngày. Đấy. Đến 5 tháng ngày vào. Chuyển hết được về swing mà. Đấy là kiểu dữ liệu đúng không? Kiểu dữ liệu thì để hết thôi chứ không biết cái vào làm gì. Trước nghỉ cũng là đã là tội rồi. Đừng có lấy lý do buổi trước nghỉ mà bảo em không làm được ở đây. Bởi vì cái đơn xin nghỉ quái mà chẳng biết là em xin hoàn thành bài tập với lại kiến thức các thứ.
gì không cần, không cần chứ không phải là không viết, không cần viết vào phần thêm bởi vì nó đã tự sang tự tăng rồi còn gì nữa.
Làm gì em, có vụ gì em? Cầu cứu giờ không có sức đâu mà cứu đâu. Ừ. Lên lấy con xe về, như hết ắc quy ông sửa cho tôi phát. Hết bao nhiêu tôi trả. Ừ. Sao? Insert được chưa? Chưa. Rồi đâu? Ai chưa? Hỗ trợ nào. Thank you.
Đấy là vì sao anh nhìn mà nó sai rồi. Chỉ có câu lệnh nào là cái câu lệnh sử dụng bảng. Use tên database, viết tên database vào đây, viết vào tên database là gì? Rồi xóa này đi, chấm bảy vào đấy, xóa này đi. Bảng nào là bảng flower, bóng không? Đây, làm đây. Đây, cho các ông mình viết kèo đây. Đó. Ừ. Trong cái cặp dấu ngoặc này không bao giờ dư dấu chấm phẩy hay dấu phẩy gì cả. Xóa ngay đi. Lỗi tiếp rồi, thiếu đúng không? Viết tiếp vào đấy. Ta đi đi. Cái gì? Làm sao? Tám nào là làm nào? Tạo bảng đấy rồi gì? Đúng không? Sửa ngay đi. Viết câu lệnh vào đây. Đấy rồi. Đến
in 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 Thank you.
Xong chưa? Chưa nha. À, từ từ. Có mỗi hai cái ba cái câu lệnh thì mà rất gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Xong chưa? Chữa nhá. Bao nhiêu người xong rồi giơ tay nào? Một. Anh Kinh nhở? Một. Thằng béo xong chưa? Một. Dãy bên kia xong hết chưa? Dãy bên này còn đứa nào? Còn hai đứa trên này à? Thì cho chúng mày chết. Không. Nhanh lên đỡ phải chống đẩy. Tí nữa ông liệt kê những cái đứa nào phải chống, phải ông hỗ trợ thì tôi sẽ cho chúng nó chống đẩy. Bởi vì quá giờ quá nhiều rồi. 40 phút rồi. Tóm lại là cứ phải để nó đến gần thì mới chạy được, lá lỗi. PP man min. Đừng gõ đúng câu lệnh nó run là được thôi mà. Go. Đấy là đủ chỉ tiêu rồi. Thằng kia sao mày chém nhiều thế? Bài làm thì không ra làm sao, chúng nó phải hỗ trợ mãi mới làm được. Bây giờ xong được một tí thì bắt đầu lại chém gió, chém rất điên đảo luôn. Thử tự nghĩ xem là nếu mà cho cái bảng nữa thì có làm được không. Thế thì chuẩn bị xuống chống đẩy đi.
nhanh nhẹn. Đến bài tiếp theo. Dấu chấm phẩy để ngăn cách các lệnh SQL với nhau. Xong chưa? Xong chưa? Từ đọc. Stock là cái số sản phẩm còn trong kho. Cái này làm sao cho to lên được? Tôi không cho to lên được, tôi phải chỉ đi. Đây này. Nó không cho to lên được. Lục thế mất nhiều thời gian quá. Giả số hết cả ruột. Right.
không nhỉ? Thôi tha cho. Xong chưa? Có cần chữa không? Rồi, quay trở lại tiếp này. Sẽ đến phần tiếp và đây sẽ là bài về nhà của chúng ta. Chúng ta nhìn thấy cái bảng shop này không? Bảng product này không? Đây là bảng product, tên nó là product. Gồm các cột tương ứng này. Đúng chưa? Chúng ta luôn luôn phải hình dung trong đầu nó như thế này. Ví dụ, tôi vào thế giới di động đi. Thế giới di động. Ví dụ như này, vào iPhone X chẳng hạn. Chúng ta nhìn đến chi tiết sản phẩm nhé. Được chưa? Cái dữ liệu nào để hiển thị lên đây? Đúng không? Thì nó sẽ tương ứng với một cột ở trong cơ sở dữ liệu của mình. Ví dụ nó chính là cái cột là name này. Hiểu chưa? Được chưa? Tiếp theo này. Mỗi một sản phẩm nó sẽ có một cái mã duy nhất, cái mã SKU á. Ở đây chắc không có, nhưng mà nếu mà trên lên trên để xem SKU chắc của Việt Nam cũng có. Amazon.com lên Amazon. Ví dụ như vào bộ đồ này đi. Nhá. Chúng ta sẽ có một cái mã SKU. Các bạn nhìn thấy không? Không phải rồi. Cái mã SKU này là nó chính là cái này này. Cái mã sản phẩm ấy mà bắt buộc mỗi sản phẩm phải có khi mà đem ra kinh doanh. Được chưa? Bởi vì các bạn vào sản phẩm mỗi cái nó sẽ có một cái mã này khác nhau. Được chưa? Cái này người ta gọi là mã SKU. Thì cái dữ liệu này ở đâu? Dữ liệu này cũng trong cơ sở dữ liệu, và trong cơ sở dữ liệu của chúng ta kiểu gì cũng có một cái mã SKU. Đây là cái cơ sở dữ liệu của sinh viên cũ của tôi, nó làm không biết có không. Chắc là không có rồi. Rồi ok. Thế tạm thời bỏ qua cái SKU đi. Tôi đang chỉ muốn nói một cái điều là bất cứ thứ gì chúng ta hiển thị lên trên cái website kiểu như này này, ví dụ tên ảnh này, tên sản phẩm này, được chưa? Mô tả sản phẩm này, kích cỡ này, màu sắc này, những cái ảnh liên quan màu sắc này, mô tả này, đúng không? Các thông số khác. Đây các thông số khác, ví dụ màn hình này, hệ điều hành, camera, các thứ các kiểu như này, thì nó tương ứng với một cột nằm trong cái bảng mà quản lý cái sản phẩm kia. Được chưa nhỉ? Ví dụ như giá thì đấy, giá nó đây rồi, thì ở ngoài này chắc chắn nó sẽ phải hiển thị giá, đúng không? Phải có chỗ để lưu trữ rồi mới lấy được ra chứ, được chưa? Do đó bây giờ chúng ta khi mà vào web ấy, đặc biệt là các cái trang tin tức hay là các cái trang thương mại điện tử, tức là những cái trang shop bán hàng, khi mà chúng ta nhìn đến những cái phần của nó, ví dụ như kiểu là những cái này là cái gì, thì nó phải tương ứng với một cái bảng trong cơ sở dữ liệu để lưu trữ lại, chứ không ai fix code cứng cũng như là hard code. Có nghĩa là tạo ra cái giao diện có thẳng những cái thứ như thế này ở trong code PHP của mình luôn nhá. Mà nó đều lấy ra tương tác từ cơ sở dữ liệu cả. Chứ kể cả những cái đánh giá này cũng là từ cơ sở dữ liệu. Thì chúng ta nên tập cho mình cái thói quen là nghĩ xem, ví dụ như cái sản phẩm như thế này, đánh giá như thế này, giá tiền như thế này, rồi các thông số của nó như thế này, review nó như thế này, thì nó lưu trữ như thế nào trong cơ sở dữ liệu. Và mình phải tạo ra một cái bảng và có các cột và kiểu dữ liệu cho các cột đấy ra làm sao. Hiểu chưa? Chứ không phải là học xong cơ sở dữ liệu chẳng biết nó dùng để làm cái gì và làm thế nào để phục vụ cho cái việc sau này làm website và để nó chạy được. Được chưa? Cho nên là luôn luôn phải nghĩ. Ví dụ một cái trang báo như thế này, ví dụ như 24 giờ chẳng hạn. Chúng ta vào một bài. Chúng ta phải hiểu xem là cái bài báo nó gồm những cái gì. Ví dụ phần này là cái gì? Tiêu đề của bài báo đúng không? Thì phải có chỗ để lưu nó. Cái đoạn này với cái đoạn dưới nó có chung với nhau không? Thường thường là không. Người ta sẽ để một phần là short description, là mô tả ngắn ở phía trên, và khi mà hiển thị ra người ta sẽ đặt cái đoạn text đến đặt trong thẻ B. Hiểu chưa? Sau đó ở dưới này video, cái bài báo này có video đúng không? Thế video đặt đâu? Đúng chưa? Video đặt vào đâu? Thì chỗ nào lưu trữ cái video này? Text ở dưới đặt đâu? Ảnh đặt đâu? Rồi thì cái bài liên quan đặt đâu? Tác giả nhét vào chỗ nào trong cái bảng chứa? Được chưa? Đấy là cách chúng ta chuyển từ những cái gì mà chúng ta gặp được, chuyển thành cơ sở dữ liệu. Tôi nói thật với các bạn chứ tôi ngày xưa cũng ngu cơ sở dữ liệu lắm. Lúc đầu học tôi còn không được như này cơ.
chỉ biết đúng các câu lệnh là như chạy như nào thôi, chứ còn chẳng hiểu hình dung cái cơ sở dữ liệu nó sẽ tương tác với cái website như nào. Thì bây giờ tôi không muốn chúng ta bước theo con đường đấy, cho nên bây giờ tôi muốn chúng ta, thứ nhất là phải, tôi sẽ cho một cái đề như này. Chúng ta thứ nhất là luyện tập và giải thích ra thử xem là cái ý nghĩa của những cái cột này nó sẽ vào đâu. Được chưa? Tôi đã xuất cái, tôi đã chụp cái ảnh cái này lại thành hai cái ảnh. Chúng ta sẽ về tạo, viết các câu lệnh tạo cho tôi cái bảng này. Đây là đến product ID đúng không? Kết ID đúng không? Một cái. Rồi, hai cái ảnh này sẽ là về ảnh bài về nhà của chúng ta. Về tạo bảng đấy. Rồi. Làm luôn. Trước khi làm các bạn 20 này. Mỗi đứa 20 cái. Những cái người nào nhận hỗ trợ của Hùng 10 cái. Để làm hoàn thành, phải chưa? Tự giác. Làm không được thì chứng tỏ là mình đang có vấn đề và mình phải chịu phạt cho cái vấn đề đấy, bởi vì các bạn làm chậm tiến độ của lớp rất nhiều. Luôn. Nhanh thế. Hết chưa? Rồi, làm bài luôn. Hôm nay thì chúng ta học qua về cái bản chất của cái cơ sở dữ liệu là nó hơn so với cái tích. Ở một chỗ là nó có cái kênh, tức là các cái câu lệnh để giúp chúng ta tương tác với những cái nội dung phía trong. Và cái đấy nó chính là cái cửa sau này chúng ta sử dụng PHP để thực thi các câu lệnh với cái cơ sở dữ liệu. Yeah. Bây giờ hôm nay chúng ta mới chỉ là học xong các câu lệnh là tạo bảng, là tạo cơ sở dữ liệu này, rồi xóa cơ sở dữ liệu này, tạo bảng này, xóa bảng này và insert dữ liệu vào trong cơ sở dữ liệu. Được chưa? Về nhớ ôn lại và làm bài tập buổi sau dễ kiểm tra.